Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý mạnh thường quân, kính thưa quý đại biểu, được sự hỗ trợ của anh Xuân Dũng, tên Du Cô Me, tên Nóng Người Dân, thị xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hôm nay đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Sơn tổ chức buổi tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của xã Cẩm Sơn. Đến dự buổi tặng quà hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của quý đại biểu. Về phía đơn vị đại trợ, xin trân trọng giới thiệu anh Xuân Dũng, tên Du Cô Me, tên Nóng Người Dân. Cùng với đại diện là mạnh thường quân của đoàn về phía lãnh đạo xã, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Út, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Ông Chế Văn Lĩnh, phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Ông Đặng Minh Lý, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam xã. Cùng với tất cả các đồng chí là lực lượng tuyến đầu chống dịch của xã, lãnh đạo xã cùng tham dự, hãy xin chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung ạ. Tiếp theo chương trình, sau đây xin trân trọng kính mời anh Xuân Dũng lên trao quà cho lực lượng tuyến đầu của xã. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Nguyễn Chính Phủ, kính thưa chủ tịch ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các quý vị đại biểu là những tuyến đầu chống dịch của xã Cẩm Sơn. Hôm nay ngày 20/10/2021, tôi cũng rất là vui và cũng lấy làm vinh dự khi được đến xã mình, tại địa phương mình để có những lời động viên cũng như những lời tiên cảm ơn đến các anh chị là những tuyến đầu chống dịch trong đợt chống dịch đợt 4 dịch Covid vừa qua. Lần đầu tiên các chúng tôi xin thay mặt các nhà hảo tâm mạnh thường quân của nhóm tàu cua ở thành phố Berlin Covid BC Canada kính chúc lãnh đạo chính quyền địa phương các anh chị đại biểu là những người đi đầu trong cái tuyến đầu chống dịch lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Chắc lẽ ai cũng biết rằng trong đợt dịch này nó đã lấy đi rất là nhiều của đồng bào chúng ta, những người dân lấy về cũng lấy rất là nhiều nước mắt cũng như lấy nhiều cái thiệt hại của bà con. Mà trong những cái hình ảnh của những người tiến đầu chống dịch đó, trong cái đợt này thì phải công nhận rằng những cái người mà lấy cái cảm xúc của sinh dụng cũng như các mạnh thường quân nhân nhất đó là những người tiến đầu chống dịch. Vâng, những người tiến đầu chống dịch đã đảm bảo được an ninh trật tự, đảm bảo được ngăn chặn được những cái phát sinh của cái dịch bệnh. Họ đã hy sinh rất nhiều với gia đình. Có những người lao động hạn lao ra vào cái tuyến đầu của chống dịch mà chưa được về thăm con, thăm vợ, thăm gia đình, thăm mẹ già. Có những người cũng đã nằm ở ngoài đường những cái chốt kiểm dịch để với mục đích là muốn ngăn ngừa để tiêu diệt để phòng chống lại cái bệnh dịch COVID-19. Cảm kích trước những hành động của những tuyến đầu chống dịch đang ngồi phía dưới đó là những anh dân quân, là những anh công an xã và những các anh chị y tế cũng như các anh chị ở trong chính quyền địa phương đã có khoảng ngày mưa gió ngày đêm đứng ra ở ngoài đường cũng như đi đến từng gia đình, từng hộ dân để truy vết hoặc là động viên những người có cái nghi ngờ về bệnh dịch để có cái giải pháp kịp thời để đảm bảo rằng là bệnh dịch nó không được bùng phát. Và phải ghi nhận rằng dưới quan sát của sử dụng thì địa phương chúng ta xã Cẩm Sơn là một trong địa phương mà làm rất là tốt công việc phòng chống bệnh dịch và một trong những địa phương mà theo sử dụng được biết rằng là cách đây trong vòng 3 tháng vừa qua thì không có một cái ca F0 nào. Đó là một điều rất đáng hoan nghênh và khen ngợi. Và để động viên chúng ta cũng như biểu dương những người đứng đầu của chống dịch của xã ta, dùng đã vận động mạnh thường quân trao cho những người trong cái đội chống dịch một phần quà nhỏ nhỏ, không có phải là lớn, nhưng mà đó là những gì mà cái sự tri ân, cái sự cảm ơn đến với các anh trong cái đội chống dịch của xã Cẩm Sơn. Một phần quà nhỏ chỉ có 500.000 thôi. Tuy nhiên món quà này là món quà đầu tiên cho Hồng Phương
nhận và cứ xem đây là cái cảm kết thành nhất mà sử dụng cũng như các mạnh thường quân muốn đi ân để các anh chị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương xã Cẩm Sơn đã làm tốt cái công việc phòng chống dịch vừa qua, cũng cảm ơn đi ân để các anh chị là những người đầu đứng đầu chống dịch của xã. Chúc các anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đồng bào ơi, hỡi đồng bào ơi, đồng bào ơi, hỡi đồng bào ơi. Nhanh tay lên nào, ta cùng vào mặt trận, dập tắt Covid khắp chốn thanh bình. Đồng bào ơi, hỡi đồng bào ơi, đồng bào. Hãy truyền cho nhau hơi ấm tình người, toàn dân ta đã nguyện một lòng. Chiến sĩ áo trắng xông pha nơi tuyến đầu, chiến sĩ áo xanh không lối bắc cầu. Ở lại hậu phương đã có mẹ hiền, các em bé gái tuổi vừa 15, chăm luống rau cày cây luống cà, gửi vô Nam tình nghĩa đồng bào, gửi vô Nam tròn cả tâm lòng sắt son. Kính thưa các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân của nhóm tàu cua ở thành phố Vancouver, BC, Canada, người đã có một cái hành động, một cái nghĩa cử rất là tuyệt vời, đó là khi muốn thông qua Xuân Dũng hỗ trợ cho những người tuyến đầu chống dịch ở thành phố ở tại xã Cẩm Sơn. Đây là những người tuyến đầu trong chống dịch. Thì ngày hôm nay thì vì một số anh chị không có mặt ở đây, lý do đó là đang đi bảo vệ bên công an thì đang vắng ba anh, là do là bận công việc đi bảo vệ cho cái điểm chích ngừa vaccine. Còn bên chị đây là bên y tế thì là tất cả nhân viên y tế đều đã phải đi tham gia cái việc là chích ngừa vaccine rồi, cho nên là cũng phải xin gửi lại cái này để cho mình là cho bên gì đó sao. Dạ. Bên công an thì còn là ba phần ha, là ba anh sẽ gửi lại. Dạ. Giờ anh có thể là nhận và trao là cho mấy công an viên. Dạ. Còn ở bên y tế là năm người, năm người thì em đang gửi lại năm phần cho. Dạ. Dạ. Một lần nữa thì cũng chân thành cảm ơn các anh rất là nhiều đã vất vả trong những cái tháng ngày vừa qua, đã lăn lộn, đã hy sinh rất là nhiều thứ về bản thân cũng như gia đình mình để đảm bảo được cái cho bà con được yên ổn hơn, được yên tâm hơn trong cái bệnh dịch này. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Yeah. Thì chúng tôi cũng làm tốt tham mưu cho các ủy đảng
cũng đã xử lý nghiêm một số vụ là những người đi ra đường là không biết lo chính đáng, những cái người là đi ra đường là vi phạm trong công tác phòng chống dịch mà bộ thấy quy định, thì hôm nay là những người có mặt trực tiếp để nhận những cái phần quà của anh sử dụng là mạnh thường quân hỗ trợ, chúng tôi cũng hết sức là cảm động, là coi đây là một món quà tinh thần để động viên bản thân là anh em chúng tôi trong quá trình đi, mặc dầu một quà đó 500.000 chứ chúng tôi lại nghĩa rất lớn để động viên cho chúng tôi tiếp tục thực hiện là công tác mà đảng và nhà nước là ở địa phương đã giao cho. Và qua đời thì tôi cũng xin hứa về những chỗ lãnh đạo là những chỗ anh sử dụng là lực lượng của chúng tôi tiếp tục thực hiện để đảm bảo là công tác phòng chống dịch và kiểm soát bệnh trên địa bàn xã Mỹ Sơn cũng như giữ gìn an ninh trật tự là trên địa bàn xã một cách tốt nhất. Thì qua đây tôi cũng chúc mừng sức khỏe lãnh đạo và gia đình anh sử dụng quý mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe và hạnh phúc thành đạt trong mọi lĩnh vực. Cảm ơn đồng chí dạy. Xin cảm ơn ông Ngô Văn Tường. Tiếp theo xin trân trọng kính mời ông kế quan lý phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã lên cái đại lần phát biểu trong buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa ông Phạm Xuân Dũng là bạn của tôi, hôm nay đến đây là để ủng hộ cho là cái lực lượng là đứng đầu là cảnh sát chống dịch Covid, thì gồm có là công an, quân sự và y tế. Thì bản thân các đồng chí mình này thì qua cái công an thì mình sẽ được tự nhận và ba bộ phận, rồi y tế là năm học nên để cho đi. Tuy nhiên thì chỗ ba thì ngay có cái mặt của quân chỗ nên sử dụng này. Bảo vệ anh chỉ là cũng đạt nhiều lần, càng đến tổng hồ ý là địa phương chúng ta cũng đã nhiều lần trước phải ghi về hôm nay nó để cho các đồng chí cũng biết, thì cũng trân trọng lắm, nhận là cảm ơn ngay đủ cái thân tập sử dụng và cái đoàn phòng quân là một số là cái bàn thường quân ở thành phố đến là hỗ trợ chúng ta đối với cái xã Công Sơn trong cái trận động thì là chống dịch này. Xin báo với ngày đội trưởng thì vừa qua ngày đội thấy khá vừa qua thì cái lực lượng của là công an và quân sự và như thế thì rất là ngày đêm, nó không chỉ ngày đêm là nó đặt lên cái mình ra đội tổng cũng là cái đội của đội thì ngày đêm có thể bỏ nhà là di dân dọc mưa dài hạn và trong đó là một số anh em ở từ chốt, còn một số anh em là chúng ta từng ra để mà là kiểm soát. Thì bác cũng luôn thấy chỗ là cũng là vừa qua thì cái nó chủ trương của tỉnh đó, là mình đã là tháo chốt. Thì qua cái tháo chốt thì mình có tập với bộ trưởng thì để ra một cái gọi là vừa qua từ cái tháng trời thì là cái công xã thì là bảo vệ được vùng xanh và thậm chí cả luôn cả cái xã là con bà con cũng xảy ra cái ca này không. Tuy nhiên thì vừa qua thì sau khi mà đấu tốt, chủ trương đấu tốt thì các ban công an quân sự càng hay thì khó tình hình. Thì nó tập các cái gì luôn là bây giờ nếu mà cái tốt mà đấu tốt thì cơ quan thì ký tạo mình kiểm tra được. Còn không tốt á, thì các anh em ngày đêm rồi tiếp tục rồi mà đi càng nhiều hơn chứ không phải là còn ngày ngang đồng tốt. Nó đi bảo vệ cái lực lượng mà cái bên ngoài nào. Mình cũng có tập trên, tập với cái chỗ mình một quân đội chủ thì bên ngoài mình lại cái dân này mình cũng chả biết được. Vừa qua thì cũng tập trên, mình vừa thấu suốt vừa qua thì ngay xã cũng trên. Chúng tôi cũng đã xảy ra hai ca. Mà ở đây chúng ta là địa bàn, mà ở của em. Vì gia đình là ca cũng rồi ngày đúng trước con. Nên không phải mà ở đây không phải là ở của em của mình. Xảy ra mình. Cho nên thì có tập các đồng chí và cùng với mạnh thường quân thì như thế thì tới đây có càng gian nan cực khổ thêm cho cái y tế và cái công an quân sự của chúng tôi. Bây giờ nếu xảy ra một ca thì phải đi chứ, thông tỏa
nếu mình không rõ thì giám trong khu vực đó ví dụ là 10 ngày là 10 hộ, à 20 hộ thì trong thời gian không rõ thì không thể nào khác được. Rồi ăn uống thì mà là mấy anh em này ở gia đình tập nhờ anh em là lực lượng này đi mua tất cả dụng hỗ trợ cho cái trong không rõ. Còn đi á, đến một số là nếu mà một ca mà nó đi mình phát hiện sớm thì cái lây lan là tại cả mà mình phải đẩy cái thì có tập cái chỉ dẫn của cái thành phố thì nó sẽ rất là còn cả đi thì rất là nhiều nó như này là nó rất là nhanh đó thì xin lâu lâu với cái cổ cái em còn cũng vậy còn về cái hai loại cái ngày là công an sự kiểm tra thì qua cái mặt của quân dân thực anh đến ủng hộ tặng mình như vậy thì cũng để nó nhìn lại ha nhìn lại cái công việc của mình thành phố đến làm sao á thì mình vui rồi đến đây tiếp tới đây cũng sẽ có thể là mình vui cảm thấy được cái nhìn thấy được cái công việc ha của bảo vệ của bà con dân của xã mình tốt ổn định không thể xảy ra cái gì thì có thể quay trở lại có thể không có cái thứ hai là gì một lượng ngàn này thôi vì vậy các anh biết cái đường ra thì cũng đã ủng hộ cho cả địa phương cũng nhiều rồi chúng hai cái ngành này cho nên dù thấy ngay tổ y tế còn để đấy hai là cái công an cũng đang nhìn lại được khi mà giờ lúc chúng ta đã khó khăn thì gánh nặng nhiều hơn nghe bây giờ ngay tổ cái cùng ra bây giờ tới từ từ là 19 giờ đó thì sai thì tôi đề nghị các vị mọi người các vị chúng ta nghiêm chỉnh chắc thành mà lại đó giờ tới bây giờ nếu mà 19 giờ quá 19 giờ nếu mà ngay được nhiều hơn cái thị nó cũng thế rồi mà sáng trưa đến 5 giờ mà đi cái phòng mình vì mình làm cái động lực cái bảo vệ thế đề nghị là các vị cũng cố gắng nghe cái vấn đề mà để mà những vụ mà mình muốn tới đất đồng bộ những như vậy mà để xảy ra thì mình đã phải bắt đầu mà mạnh thường quân thì mình thấy là cũng không có tương tự cho nên mình thấy nhận cái quà hôm nay thì chúng ta phải cố gắng và chất giác nhiều nhất nữa và những cái mà phát huy được cái hay nhất là đề nghị các anh chị có việc phát huy dân lực còn những cái vừa qua những cái nào mà chúng ta thấy không thể đạt thì bỏ qua mà chúng ta tìm những cái hay hơn thế thì các đồng chí mình là hôm nay thì cái nhận quà thì cũng xin chân thành cũng cảm ơn cái chỗ tham sinh dụng rồi chúng dồi dào sức khỏe và tính tới đây thì anh cũng cố gắng quay trở lại ủng hộ cho cái điều cô dẫn tôi anh cũng một lần đầu tiên xin cảm ơn và cái đoàn của anh đến đây là cũng là bà con ở thành phố luôn ủng hộ cho công việc của chúng tôi thì cảm ơn. Xin cảm ơn ông kế bên này. Kính thưa quý đại biểu, chương trình của đảng ủy cho lực lượng tiến đầu chống dịch tới đây là kết thúc. Một lần nữa là xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của anh Xuân Dũng cùng với quý mạnh thường quân của đoàn. Xin cảm ơn và xin tất cả.